Hôm nay thì Cường dẫn một số học sinh đi thi hội thi vẽ tranh sắc màu tuổi thơ ở trường tiểu học Trần Đăng thuộc xã Trần Đăng, huyện Châu Thành. Thì đối diện cái trường tiểu học A Trần Đăng nó có một cái ngôi đình. Đình này nó tên là đình Cần Đăng, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang. Thì trước đây mình cũng hay đến trường Cần Đăng này lắm, thì lúc đó hay nhìn qua cái ngôi đình, nhưng mà ghé vô thì chỉ ghé có một lần thôi, nhưng mà cũng hời hợt lắm. Bữa nay thì đợi các học sinh vẽ tranh cho nên là sẽ qua đây để quay một cái clip nhỏ về cái ngôi đình này. Ở phía trên chúng ta thấy nó có bốn chữ Tào. Bốn chữ Tào này thì nếu đọc từ bên tay phải mà đọc qua thì nó là Quốc Thái Dân An. Thì bốn chữ Tào này được đắp nổi, nhưng mà không biết cái nghệ nhân mà người ta đắp mấy cái chữ này người ta có cố ý không, nhưng mà cái độ nghiêng ngả của cái chữ nó chưa phù hợp. Chữ Quốc thì cũng ok, nhưng mà có chữ Thái thì các bạn sẽ thấy nó hơi nghiêng, tức là cái chữ thứ hai từ bên phải đếm qua. Chữ tiếp theo là chữ Dân, với là chữ Miễn là Dân thì nó cũng khá ổn, nhưng có chữ An thì nó bị quá nghiêng. Không biết người ta có ngụ ý gì không, nhưng mà nếu mà sắp vậy thì nó không có đứng chữ. Giờ là chúng ta sẽ đi vào trong ngôi đình. Đây là cái gian chính của ngôi đình đây. Ngôi đình này thì nó cũng giống như bao nhiêu ngôi đình khác, thì nó có cái sự cổ kính, có cái sự hơi kín đáo. Cái cách xây dựng thì nói chung là nó tách biệt với không gian giữa bên trong với bên ngoài, nó có cái nét cổ kính. Đây là một ngôi đình, nó có ba cái mái ở phía trên, ba cái mái là rất là giống nhau về kiến trúc và hoa văn. Ở trên đó thì có vẽ rất là nhiều những bức tranh. Những bức tranh này chắc có thể là nói về tiểu sử của một nhân vật nào đó được thờ ở trong đình quá. Nhưng mà ở đây thấy có một cái với những bức tranh mà là thể hiện những cái cuộc chiến tranh của thời phong kiến, nhưng mà không biết cái vị đó là ai. Ngôi đình này thì chắc là nó được xây dựng lại so với cái ngôi đình cổ xưa, tại vì cái kiến trúc của nó còn khá mới, tường nó còn mới. Và từ đây, từ ở bên trong gần ngôi đình mà nhìn ra ngoài cổng, thì cái địa điểm mà tôi đứng hồi nãy thì các bạn sẽ thấy là ngôi đình này nó có một cái khuôn viên rất là rộng. Cái khuôn viên này rộng chắc cũng phải cỡ công đất à. Cái đặc biệt của ngôi đình này là nó được xây dựng là dọc theo một cái con kinh nhỏ, một cái con rạch nhỏ. Để tôi qua quay cái con rạch cho các bạn xem trước đi. Giờ mình sẽ đi vòng vòng bên ngoài trước, thì sau đó thì mình mới đi vào bên trong cái địa điểm chính của ngôi đình. Ngôi đình này được xây dựng dọc theo cái con rạch nhỏ này, cho nên là chúng ta thấy gió rất là mát, và nó tạo cho cái ngôi đình nó có một cái nét rất là nên thơ, có một cái nét gì đó rất là độc đáo. Một cái hàng rào dài dọc theo cái con rạch nhỏ này. Từ góc độ này các bạn sẽ nhìn thấy được cái quang cảnh ở xung quanh đó, rất là yên bình, có mấy chiếc ghe đậu. Hồi nãy lúc mà đi vô trong đình đó thì tôi thấy có một cái nhà, nó để là nhà truyền thống. Thật ra cái nhà truyền thống này nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó có một chi tiết mà làm tôi chú ý. Từ chỗ này nhìn ngang thì các bạn sẽ thấy ở bên kia nó có một cái tòa nhà thờ, cái tòa thánh thất của đạo Cao Đài. Vậy là bên cạnh ngôi đình này thì bên kia nó có một cái tòa thánh thất của Cao Đài, gọi là Đại Đạo Tam Kiệt Phổ Độ.
Đây là cái nhà truyền thống của cái ngôi đình này. Chắc có lẽ là ghi lại hình ảnh của ngôi đình vào lúc xưa. Rồi những cái hình ảnh về nguồn gốc của ngôi đình này. Đây là hình ảnh của một vị tướng mà đang lãnh đạo người dân là đánh giặc. Thì ở đây chúng ta nhìn vô trong bối cảnh hình ảnh thì có thể đoán đây là một cái trận chiến chống Pháp. Vậy là tôi có thể suy nghĩ liên tưởng được phần nào là ngôi đình này là thờ Đức Đức Quảng Cơ quá. Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành quá. Đây, các bạn hãy nhìn cái cửa cánh cửa này đây. Mặc dù công trình nhà truyền thống này là công trình mới xây bằng xi măng. Nhưng mà nó lại có một cái cánh cửa gỗ. Và cánh cửa này rất là độc đáo. Cánh cửa này là nó có cái nét xưa cũ lắm rồi. Nhưng mà hoa văn của nó thì cực kỳ đẹp. Hoa văn của nó rất đẹp. Rồi bạn nhìn cái móc khóa cửa, bạn nhìn cái tay cầm cửa nó cũng rất là cổ điển. Rồi điều này có mình có thể suy luận rằng là cái bộ cửa này là được lưu giữ lại từ cái ngôi đình xưa, cái ngôi đình thời xưa. Sau khi mà người ta cất ngôi đình mới thì chắc có lẽ người ta dùng cái bộ cửa này để lưu lại nhà truyền thống. Và ngay khi mà bước vô nhà truyền thống này thì cái bộ cửa này nó cũng là một cái di vật truyền thống của cái ngôi đình cổ xưa này, ngôi đình Trần Đăng. Rồi bây giờ thì sẽ đi qua chỗ kia. Chỗ kia nó có, các bạn nhìn thẳng qua ngoài kia các bạn sẽ thấy nó có một cái lầu lục giác, nó nằm nhô ra ở ngoài sông, nó nằm nhô ra ở ngoài cái con kênh này. Và cái lầu đó nó nằm tách biệt với cái đất liền ở bên trong, và nó nối với bên trong bằng một cái cầu sắt có cái hình dạng là dây dăng. Thì tôi sẽ đi qua bên đó để cho các bạn xem. Đây có lẽ là cái lối kiến trúc mà rất là độc đáo, đặc biệt mà chỉ có cái đình Trần Đăng mới có này. Trong tất cả những ngôi đình mà tôi đã từng đi qua thì không có cái ngôi đình nào mà nó lại có một cái lầu lục giác mà nó nằm treo leo ở phía ngoài của một cái con kênh như thế này, được bắc qua bởi một cây cầu. Ở đây nó có nguyên một cái mỏm đá nhô lên. Là các bạn nhìn thấy cái lầu mà lục giác này nó được xây trên một cái mô đá khổng lồ. Nhìn đây các bạn sẽ thấy. Ở phần phía trên này thì người ta đắp bằng xi măng, người ta đắp thành một cái khối liền rất là kiên cố. Nhìn nó giống như là nguyên một khối đá liền. Nhưng mà thực chất ra tôi nghĩ nó là được làm bằng xi măng. Thì để mà đắp như thế này thì chắc chắn là trước đây nơi đây nó đã tiền thân của nó đã có sẵn một cái vị trí, một cái địa điểm nào đó rồi, một cái bãi bồi nào đó rồi. Sau đó thì người ta mới cái mượn cái thế đó để người ta mới xây lên cái ngôi điện thờ này. Ở đây để là đền thờ Hùng Vương. Những vị vua đầu tiên thời khai sơn lập quốc của Việt Nam. Ở bên trong đây thì có đắp một cái tấm phù điêu ở phía sau. Cái tấm phù điêu này thì mô tả lại những cái bối cảnh của đất nước ngày xưa, cái thời mà nó còn rất là sơ khai. Đây là phù điêu của vua Hùng, một vị vua đại diện cho 18 đời vua Hùng Vương. Cái bức phù điêu này đắp tuy mà đơn sơ, khá là đơn sơ, nhưng mà nó cũng có những cái sự cố gắng, cũng chứa đựng trong đó khá nhiều tình cảm.
Cái phù điêu này thì nó khá đơn sơ. Nói chung là những cái hình thức đắp phù điêu này thì tôi thấy có những nghệ nhân đó, họ đắp rất là siêu. Đặc biệt là những nghệ nhân mà người ta ở phía ngoài, ở đằng ngoài, ở miền Trung hay miền Bắc gì đó. Những người thợ đó vô Nam thì họ có cái tay nghề cực kỳ cao. Họ đắp những tấm phù điêu rất là tuyệt vời. Nhưng mà theo tôi suy nghĩ thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Cái gì mà nó thiên về kỹ thuật nhiều á thì nó lại bớt yếu tố tình cảm. Còn cái gì mà nó thiên về tình cảm nhiều á thì nó lại chưa chắc gì nó hoàn thiện về yếu tố nghệ thuật. Cho nên cả hai nó phải song hành. Bởi vì làm nghệ thuật nó rất là khó. Đặc biệt là làm những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó có liên quan đến tâm linh. Là bởi vì là khi người ta đến những cái nơi tâm linh á thì người ta mong mỏi là sẽ được cảm thấy ấn tượng hay là cảm tình. Cho nên những cái tác phẩm mà thiên về tâm linh thờ cúng thì nó cần phải có được một cái chất tình cảm, rồi làm sao mà có thể làm cho cái người xem họ cảm thấy là dễ chịu và có thiện cảm ngay, thì cái đó nó mới có thể nuôi nấng được cái tấm lòng rộng lượng của con người, mới có thể là giúp cho con người trở nên cởi mở tấm lòng hơn. Bởi vậy cho nên là khi mà đến những cái nơi tâm linh, đến những nơi tâm linh mà mình thấy được những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó ấn tượng, nó gây cho mình một cái cảm tình lớn, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó rất là thăng hoa khi đến những cái nơi linh thiêng như thế này. À, đây là bàn thờ của thần nông. À, đất nước chúng ta là nông nghiệp mà, cho nên là ở tất cả những cái đình thờ của những cái nơi đình thờ mà tôi đã từng đến An Giang thì đều có một cái đình thờ thần nông ở phía trước. Bây giờ để tìm cái cửa. Ở đây có một cái cây lâm dồ. Đây là một cây lâm dồ. À, cây lâm dồ này cái lá nó rất là giống cây bồ đề, cho nên đôi khi chúng ta nhìn có thể bị nhầm. Lá cây lâm dồ thì nó không có cái đuôi dài, mặc dù hình dạng nó rất là giống. Trong khi đó thì lá cây bồ đề thì nó cái đuôi lá nó dài hơn. Ở đây là cây bồ đề này các bạn. Đây là những cây bồ đề. Chú ơi, con vô đình coi chút được không chú? Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Rồi đây là bên trong cái kiến trúc chính. Dạ. Rồi đây là cái trung tâm của cái ngôi đình này. Đây là một cái ngôi đình, vô bên trong mới thấy bên trong nó cũng rất là bề thế. Vô trong đình đó, nó cho tôi một cái cảm giác nó khác với đi chùa. Tại vì đi chùa thì trong chùa là Bồ Tát với lại Phật, thì Bồ Tát với Phật thì có cái lòng bao dung lắm, nhiều khi thì mình còn sơ sót một chút, sai trái một chút chắc cũng sẽ được bao dung. Nhưng mà khi vô trong đình thì nó có một cái nét khác. Những cái vị thần, những cái vị tướng thì thường họ họ sống theo một cái sự gọi là rạch ròi trắng đen, nhân nghĩa gian tà, cho nên là vô đây mình cảm thấy nó hơi sợ sợ. Ở đây có những cái bức tranh vẽ cực kỳ đẹp luôn, không biết của họa sĩ nào, nhưng mà vẽ tranh của các cái vị tướng. Đây là sông núi dưới Nam vua Nam ở, đây là vẽ chân dung của Lý Thường Kiệt, để đến gần quay cho các bạn xem. Trong đình này nó có những cái bức chân dung vẽ rất là đẹp luôn. Sông núi nước Nam vua Nam ở, hoàn toàn định phận ở sách trời, can chi lũ giặc sang xâm phạm, bọn bay tự xem chuốc bại thôi, Lý Thường Kiệt.
Còn bên đây là vẽ một cái của một nhân tài kiệt xuất của đất Việt luôn, đó là Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng. Có lẽ là trong những cái đình mà tôi đã từng ghé thì ngôi đình này là rất là có đầu tư về cái mặt tranh vẽ. Còn đây là tranh của hai vị là Trương Trắc và Trương Nhị, hai bà Trưng. Còn bên kia là sát bên góc là chân dung của Trần Hưng Đạo. Bởi vì chỗ này nó chật quá không không có lên được. Ở đó thì hình hai con hổ rất là sống động luôn, kết hợp với cái ánh nắng vàng, cái ánh nắng nó chiếu nó hắt vô đó làm cho cái không gian này rất là lung linh. Khi mà vô trong đình á thì ở trước đình luôn luôn có một cái sân khấu, và theo những gì tôi được biết á thì vào những cái ngày lễ quan trọng của đình á, khi mà cúng đình á, lễ kỳ yên á, thì người ta bắt đầu có hát chầu, người ta bắt đầu có những cái buổi hát văn nghệ, hát bội để mà phục vụ cho, giống như là phục vụ cho các vị thần ở đây vậy đó. Tại vì cái sân khấu lúc nào nó cũng đối diện với cái điện chính hết á. Đây là cái sân khấu nè. Nhưng mà hát bội thì ngày xưa nó nhiều lắm, nó phổ biến lắm. Nhưng mà ngày nay thì những cái người nghệ sĩ hát bội mà không còn nhiều. Và cái hát bội nó đã dần dần nó bị biến thể qua một cái dạng khác, đó là hát cải lương. Bởi vì cho nên là từ từ thì những cái nghệ thuật gì đó mà nó không có sự kế thừa, khi mà giới trẻ mà không có sự kế thừa nối tiếp, chịu thương chịu khó để mà hy sinh về thời gian, thì những nghệ thuật đó sẽ bị biến mất hết. Ngày nay thì tôi chưa bao giờ được xem hát bội mà ở tại đình, có mấy lần đến xem nhưng mà chỉ xem được dưới dạng như là cải lương thôi. Còn đây là chân dung của Thánh Gióng, cái vị họa sĩ nào mà vẽ cái mấy bức tranh này phải nói là cực kỳ khéo tay. Đó, trên lá cờ nó có một chữ Ngô. Đây là Ngô Quyền đánh quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng. Trận chiến phải nói là rất là nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Ở đây thì các bạn nhìn lên đây nó sẽ có một cái máy lam rất là đẹp. Ở trên nó để bốn chữ, thì các bạn cứ đọc chữ Tàu thì các bạn đọc từ bên tay phải đọc sang, thì nó là chữ Chính Đại Quang Minh. Ủa bác ơi, cái này mình thờ Đức Đức Tổ Quảng hả bác? Còn đây là thờ ông thần Phạm Ngọc Hầu à? Dạ. Với ông Lục Tổ. Dạ. Nãy con thấy ra ngoài kia em tưởng hình của đánh đánh Pháp đó. Rồi Đức Cứu Quảng đó thì em hình đó là Đức Cố đó. Dạ. Rồi ở đây thì có một cái bàn thờ Trăm Quan vẽ về chân dung của các anh hùng thời cận đại Việt Nam. Thì mới hỏi cái bác ở đây thì bác mới nói là cho biết ở đây là thờ ông Thoại Ngọc Hầu. Thì ban đầu tưởng đâu là thờ Đức Cứu Quảng, tại vì ở ngoài có hình chân dung của ngài Đức Cứu Quảng, nhưng mà thực chất ra thì thờ của ngài Thoại Ngọc Hầu. Đây là cái chánh điện của cái đình thờ này, của cái đình thần này. Nên các bạn thấy có một cái chữ Tàu, có một cái chữ Tàu nhỏ nhỏ, có một cái chữ Tàu to to ở phía trên đó, đó là chữ thần. Còn phía dưới đây có một cái bức tượng bằng đồng, đó là tượng của ngài Thoại Ngọc Hầu, một cái vị quan mà rất là nổi tiếng, có công cùng với ngài Tuyên Trung Hầu đào là kinh Vĩnh Tế, kinh Vĩnh Tế. Và ngày nay thì cái giá trị của dòng kinh đó nó rất là quan trọng, rất là lớn cho người dân ở vùng mà tứ giác Long Xuyên. Thì nhiều khi mình rất là nể cái tầm nhìn của những cái vị quan, rồi những cái vị vua của thời xưa.
cách đây hàng trăm năm mà họ đã nhìn ra được cái những cái dòng sông, những cái dòng kênh mang tính chất huyết mạch cho sự phát triển. Và họ đã với cái sức người và với cái công nghệ nó rất là đơn thuần, nhưng mà họ đã làm nên những cái công trình rất là vĩ đại, một cái dòng kinh vĩnh tế rất là ngay. Mặc dù cách đây là hàng trăm năm rồi, mà nếu các bạn xem trên bản đồ, các bạn sẽ thấy cái dòng kinh vĩnh tế nó thẳng như một cái thước. Đây là điện thờ của Bạch Mã, Hậu Hiền, Hậu Bang. Và bác đó hồi nãy có nói là trong đây có thờ Lục Tổ nữa. Nó cũng hơi lạ ha, tại vì ở đây là thờ thần, nhưng mà cũng có thờ Lục Tổ Huệ Năng. Còn đây là Tả Bang, Tiền Hiền, Thái Giám. Rồi đây là chân dung của một cái người có công lớn. Chân dung của ông Nguyễn Văn Vui, bí danh Năm Ly, người có công xây dựng ngôi đình thần xã Cần Đăng vào năm 2015. Ông được Chủ tịch nước tặng là Huân chương Lao động hạng 3. Ở bên đây thì chân dung của những người đã có công xây dựng cái đình thần Cần Đăng, đình thần Cần Đăng. Và ở những thời điểm khác nhau, năm 1822, năm 1963, thì đã chứng tỏ cái lịch sử của cái ngôi đình này mà nó lâu đời vô cùng rồi. Và ngôi đình này được xem là di tích lịch sử của xã Cần Đăng. Giờ chúng ta nhìn lên trên kia, chúng ta sẽ thấy có những cái bức tranh vẽ rất là đẹp. Tôi thấy cái người họa sĩ này vẽ rất là trau chuốt, rất là có để tâm. Cho nên là những cái bức tranh đó, nó tươm tất lắm, nó không có cái nét dối ở trong đó. Rồi, bên trong đây thì có đắp cái tượng của rồng chầu ở hai bên, nhìn rất là uy nghiêm. Để coi phía sau này có gì. À, phía sau này có một cái điện thờ nữa nè. Đây là một cái bàn thờ để là Cửu Quyền Thất Tổ. À, đây chắc là địch Cửu Quyền trăm họ trăm quan. Giờ sẽ đi cái cửa phụ ở bên hông đi ra. À, đây là một cái điện ở bên hông, để phía ngoài, để là điện Tiên Sư. Những cái ngôi đình mà nó có cái không gian lớn, nó cũng giúp cho học sinh, những cái em ở vùng này có thể ghé đây chơi. Các cô chú cũng rất là dễ ha, không có là cho mấy đứa nhỏ được chơi đá banh thoải mái. À, những cái ngôi đình đó thì thường đó là cái phần ở phía trên đó, cái phần cái lam nó luôn luôn được chạm khắc rất là công phu, rất là kỳ công. Nhưng mà ngày nay thì nó cũng hơi dễ chỗ là nó có cái công nghệ làm bằng điện tử đó. Cho nên đôi khi muốn làm những cái phù điêu nó cũng dễ. Nhưng mà ngày xưa thì khác, ngày xưa thì ta làm là toàn bộ là bằng cái tài năng, sự khéo léo. Để quay lại cái cảnh này, thì vừa rồi thì đã vô trong ngôi đình tham quan. Ngày xưa thì tôi sợ nắng lắm, nắng thì nó hanh oi lắm. Nhưng mà về sau này nó cũng ngộ. Vì sao này thì đi ngoài nắng thấy nó cũng không có khó chịu như ngày xưa. Tôi thấy cái ánh nắng nó có cái hay lắm. Cái ánh nắng nó sáng trong, làm cho mình có cảm giác rất là trong lành. Rồi bây giờ thì... Ừ.
Rồi cho mấy đứa lên sóng chưa? Mấy đứa nó hỏi quay YouTube phải chú rồi. Một trận đánh bóng mà không theo quy tắc nào cả. Cái trường Trần Đăng này thì nó ngày xưa nó là cái trường cấp 2 các bạn. Nhưng mà sau đó thì nó được xây một cái trường khác, trường quốc gia, nó nằm ở phía trên đó một chút xíu nữa. Rồi bây giờ cái trường này thì nó được nhập, nó nhập lại với cái ngôi trường mép bên đây. Nghĩa là từ ở chỗ đầu cầu này nè các bạn, nó có một ngôi trường nhỏ nè, rồi nó thông qua cái ngôi trường cấp 2 này luôn để mà gặp chung lại thành một cái ngôi trường là tiểu học A Trần Đăng. Trường này nó rộng lớn, cơ sở vật chất cũng rất ổn, nhưng có điều cái là nó hơi bất tiện là nó ngay cái trục lộ chính. Cái đường này xe cực kỳ nhiều, cực kỳ đông, rất là nguy hiểm. Nhưng mà chưa bao giờ nghe nói ở đây nó có cái tai nạn gì nhiều. Chắc có lẽ là cũng được đình thần của ông che chở hay sao. Mà ngay bây giờ thì cái đường đó các bạn thấy nó ok rồi đó. Cái đường nó khá rộng rồi. Chứ ngày xưa mà cách đây khoảng chừng 5-2 năm, cái đường này nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ mà nó hư chỗ này chỗ kia lấm chân ổ gà, rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ thì nó ổn hơn ngày xưa rồi.